Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình có mặt tại HF Bình Dương, chi nhánh số 1 gần vòng xoay An Phú, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là dòng xe A-Plus 125 và 160 phiên bản 2022 nha. Thì trong cái video này mình sẽ cập nhật giá cho các bạn để các bạn tham khảo ở cái giai đoạn cận Tết này. Thì đây là một trong những thời điểm mà cận Tết rồi, nên là các bạn nào mà đang có định mua xe thì các bạn nên mua sớm nha, để kịp làm biển số cho các bạn. Ở thời điểm này mà các bạn mua xe mà cho dịch vụ làm biển số thì chắc chắn thì sẽ không kịp làm biển số đâu. Chỉ có nước là mình tự đi làm biển số thì mới kịp thôi. Rồi, mình sẽ báo giá trước cho các bạn về A-Plus 125 trước nha. Ở đây thì mình có trưng phiên bản đặc biệt, phiên bản tiêu chuẩn ha, tiêu chuẩn màu đỏ. Tiêu chuẩn thì chỉ có hai màu sắc thôi, đó là màu đỏ và màu xanh. Trước đây thì có thêm màu bạc và màu trắng nữa, nhưng mà 2022 thì nó đã bỏ mẫu rồi. Giờ chỉ còn màu đỏ đô, màu đỏ tươi và màu xanh thôi. Mức giá hiện tại là 41 triệu nha. Còn đối với phiên bản đặc biệt màu đen nhám hay gọi là màu đen vàng đồng á, mức giá trong cái tuần này thì nó giảm hơn so với tuần trước đây. Giá hiện tại là 42 triệu 500. Phiên bản ở tuần trước á, thì nó là 44 triệu 500, nhưng mà hiện tại là chỉ còn 42 triệu 500 thôi. Giá này đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh nha. Rồi tiếp đến là cái phiên bản 160 đó với tiêu chuẩn nha. Tiêu chuẩn thì nó có màu đen nè, màu xanh nè, màu đỏ nè. Đây, mức giá bán hiện tại là 56 triệu. Ở đây thì mình có trưng màu đen và màu xanh, ngoài ra còn một màu sắc là màu đỏ đô nha anh em nha, màu đỏ đô. Màu đỏ nó sẫm hơn so với màu đỏ của 125. Đây, mức giá bán là 56 triệu, ba màu sắc đồng giá nhau, đã có VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Còn đối với cái phiên bản đặc biệt thì hiện tại là cũng có xe nhưng mà nó ít hàng lắm, nên là chi nhánh này thì không có mang về. Chung thì những bạn nào mà đang tham khảo A-Plus phiên bản đặc biệt á, thì bên mình vẫn có xe, đó là màu xanh sẫm nhám. Mức giá bán hiện tại là 59 triệu, giá đã bao gồm VT rồi nha, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Thì các bạn muốn biết giá cụ thể chi phí lăn bánh thì bạn cứ comment huyện tỉnh ở phía bên dưới thì mình sẽ báo giá chi phí lăn bánh cho các bạn luôn. Còn những bạn nào mua xe trả góp đối với dòng xe này thì các bạn chỉ cần trả trước cho mình thấp nhất là khoảng 5 triệu thôi. 5 triệu là các bạn sẽ làm hồ sơ trả góp được. Đấy. Còn những bạn nào có điều kiện kinh tế nhiều hơn thì bạn trả cao hơn một tí là các bạn sẽ được nhận cặp và gốc nha các bạn. Thủ tục thì đơn giản thôi, chỉ cần căn cước công dân là các bạn sẽ mua xe trả góp được rồi, nhận luôn cặp và gốc nha. Thì trong cái giai đoạn Tết này, khi mà anh em mua tất cả những dòng xe máy của Honda thì anh em sẽ được một lượt quay tài lộc, một lượt quay tài lộc, anh em sẽ có cơ hội trúng SH350 đây, hoặc là trúng Honda Vision đó. Ngoài ra thì mình sẽ được tặng bia cũng như là nón bảo hiểm và phiếu thay nhớt. Rồi, A-Plus thì trong cái năm nay thì khuyến mãi Tết thì chỉ có như vậy thôi. Đây là chiếc màu đỏ tươi nha anh em nha. Màu đỏ tươi, màu đỏ này nó tươi hơn so với màu đỏ của 160 hoặc là 150. Đây, chiếc này thì mình có ốp mũ chơm nè. Đây, cái này là cái loại bằng nhựa nha, nhưng mà nó phủ cái lớp chơm lên. Đó, mấy cái chi tiết này thì anh em sử dụng lâu thì nó sẽ bị chóc cái lớp bạc này ra. Đấy, thì theo mình nghĩ thì mình không nên gắn những cái món này. Đó, món này thì gắn nó nhìn nó kiểu cải lương lắm. Nói chung thì mình nghĩ anh em không nên gắn những cái món ốp bô, ốp bô e, ốp lọc gió đấy, hoặc là cái sàn lót, sàn đáy chân nè. Lót chân thì anh em nên mua những cái loại mà bằng cao su thì sẽ ok hơn so với loại đắp này đó. Và đây là cái ba ga nó kiểu bắt theo phía dưới sàn để chân á, nhìn nó rất là xấu, nó bị chiếm diện tích rất là nhiều á. Nhưng mà loại này thì nó sẽ cứng cáp hơn, mà về thẩm mỹ thì nó sẽ không bằng cái loại mà bắt trên cái yên xe. Bắt trên yên xe này nó cũng cứng cáp lắm nha, nhưng mà nhìn nó đẹp, nó thẩm mỹ hơn so với cái loại này. Còn phuộc thì sòng xe AB thì nó sử dụng hai phuộc, nên là anh em thích độ cũng được và không độ cũng không sao, anh em xài phuộc xin cũng được. Còn anh em có tiền thì mình gắn, cái này thì anh em tùy chọn nha. Còn những cái ốp này nè thì mình nghĩ anh em không nên gắn thôi, không nên gắn những ốp này, đặc biệt là chỗ phần ốp cản xe. Ở phần xe thì anh em không nên gắn, mình gắn vào khi mình cầm lên thì thấy mình gắn dắt á, rất là đau tay nha, rất là khó chịu luôn. Nói chung thì những cái chi tiết này anh em
mình nghĩ anh em không nên gắn. Rồi đây là cái bô e này, bô e này thì cũng vậy nè, anh em ốp lâu ngày mình mở ra thì nó sẽ bị chóc những cái phần đen của chiếc bô e, nhìn nó kiểu bị móc bóc bóc á. Đó, những cái này thì anh em không nên gắn, còn phục thì tùy theo anh em thôi, anh em thích chơi thì gắn, không thì thôi. Còn mà cái ốp ốp á thì mình nghĩ không nên gắn. Đó, còn đây là phục xin nè. Đấy, phục xin thì nó cũng khá ổn mà, nên là anh em có điều kiện thì mình chơi phục thì không thì thôi. Mâm cũng vậy luôn nha, mâm thì tùy chọn anh em thích gắn thì gắn, không thích gắn thì thôi, đó tùy theo sở thích của mọi người. Về đồ chơi đồ kiện thì tùy mỗi người một sở thích. Còn những cái ốp 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 như thế này nè, mình nghĩ anh em không nên ốp ha. Đó, chỉ cần mua cái phần thảm lót đĩa chăn thôi là ok lắm rồi, và cái phụ kiện là ba ga giữa. Nói chung thì hầu như chiếc nào cũng ốp hết, nhìn nó kiểu sao sao quá. Còn đây là chiếc AB phiên bản tiêu chuẩn ha, thì chỗ phần này thì nếu như mà nó được sơn màu đen thì nó sẽ ok hơn, tại vì cái màu bạc này nè nó dễ bị xước lắm, nhưng mà xước rồi là nhìn rất là xấu nha. Mình đã thấy những chiếc xe của khách hàng đã chạy rồi, mình không dùng kỹ như chỗ này nè, nó xước đi nhìn nó rất là xấu. Nếu màu đen thì sẽ ok hơn, màu đen như kiểu 150 thì sẽ đẹp hơn. Đây nè, đó chiếc này 150 nè, màu đen như vậy thì sẽ ok hơn. Rồi còn đây chiếc là màu đen của 160 ha, cũng ốp mũ chơm luôn, nhìn rất là bựa. Đây anh em nói nè, thấy chưa, chỗ cái tăng giác nè, tăng giác này anh em không nên gắn cái là anh em cầm lên nó đau tay dữ lắm luôn. Rồi, đây mình nói nhỏ thôi nha, chứ nói lớn cửa hàng nó chửi mình chết, nó mình xu bậy không để cho nó bán buôn gì. Rồi chỗ phần này cũng vậy luôn, ốp nhìn nó kiểu nó cải lương lắm anh em. Chỗ này cũng gắn cái thảm nè. Chung là anh em cứ thảm, cứ anh em cứ mua loại cao su là chơi thôi. Chiếc màu đen, chung chiếc màu đen của AB 160 nhìn cũng đẹp á anh em nha, nhìn cũng khá là ok. Rồi thì tổng quan thì chỉ có như vậy thôi. À, hai phía trước nó có cái ốp mặt nạ, rồi ốp chín chắn gió nè, ốp nguyên bộ luôn. Nguyên bộ này chắc tầm khoảng 2 triệu mấy á. Rồi ốp cái mỏ dè trước, mỏ dè sau. Mỏ dè thì nên gắn ha, nhưng mà anh em gắn loại nào nó sẽ tối hơn tiếu thì nó sẽ ok hơn. Ít ốp loại trắng này thì nhìn nó hơi sáng ha, nhìn nó kiểu nó chổi cái xe của mình á. Tại cái mỏ dè này nó hay bị va chạm, nên là anh em nên gắn cái mỏ dè trước và mỏ dè sau ha, nhưng mà kiếm loại khác gắn loại này thì nhìn không đẹp. Loại phun là carbon thì ok. Rồi thì đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ đến anh em cho anh em thôi. Giá cả của dòng xe Airblade 125 và 160 thì trong thời điểm cận Tết nó không thay đổi gì nhiều, tại vì về cái lượng hàng hóa nó cũng rất ít lắm, nên là giá nó cũng ít dao động. Tại vì Honda đang tập trung hàng cho dòng Vario 160 mà cũng mới vừa ra mắt, nên là cái giá của AB đang cũng khá là ổn định ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.